Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Rồi. Bên vì tào lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên đây. Đây là kèo cái ghế một tay đồng. Đứng trước màn đồng kính lâm là lão nhị vua các loại binh khí. Còn bên kia là cao thủ miền Bắc đang sinh sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một đều. Một đều Lip Pro và Lip Pro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đo mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Một đều Mui Mui. Lão vậy được biệt danh vua các loại binh khí. Đặc biệt loại binh khí nào cũng chơi. Chơi riết rồi căn nhà 400 ra đi. Xe xu đích và quen pha cũng đi theo luôn. Hiện tại bây giờ chỉ còn có cái quần cục dinh da thôi. Cố gắng lên lão nhảy ơi. Một đều, môi môi. Lão nhảy tự tin sẽ vào bờ thôi. Bóng ra ngoài, ngoài em ơi. Ngoài. Ngoài này. Ngoài nổi tất lên mẹ nói dấu còn à. Ngoài cả tất luôn á. À. Vô bóng đó. Ok, ngoài. Sáng ơi. Rồi nếu không có gì thay đổi sân nhà còn hai gói. Đổ chạy sân nhà hai gói. 2-1. Nghiêng về cho lão nhị. Có cảm giác gì sáng hôm nay lão nhị không đủ sức khỏe nha các bạn. Cặp cán của lão nhị đang rung lập cặp rồi, do gà cho lão nhị. Đang tiếc cho cầu thủ. Đánh 3-1. Lão nhị đã đủ tự tin trở lại rồi. Qua ghê. Lại là cú chặt ấp phê của lão nhị. Hai ba bi bay. 4-2. Bốn hai đang nghiêng về cho lão nhị. Lão nhị ơi cố lên. Thì ta bây giờ là 12 giờ chưa. 12 giờ chưa nha các bạn, giờ đứng bóng nha. 42. Cầu thủ kia gốc miền Bắc hiện tại bây giờ đang sinh sống ở chuồng bò Gò Vấp. Lại là đánh bóng ra ngoài. 5-2. 5-2. Kèo này chỉ có một tay thôi nha các bạn. Bóng ra ngoài. 6-2 đổi sân. Lip Pro và Lip Pro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đồ mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sáng mới up lên á. Mới up sáng này mà. 6-2. Lợi thế đang nghiêng về cho lão nhị. Lão nhị đã đủ tự tin trở lại rồi. Thứ gì chịu đòi lão nhị. Cặp giò của lão nhị có lẽ như không còn rung cặp cặp nữa rồi. Đang tiếc. Đang tiếc. Lão nhị. Một pha bẻ lái up vừa rồi của lão nhị. Ba sáu. Lão nhị đủ tự tin trở lại rồi. 7-3. Ơi không làm mất mặt cầu tre nha. 7-3. Đáng tiếc cho lão nhị, bóng ra ngoài, lão nhị vẫn dớt luôn. Quá hay cho lão nhị. 8-3. Lão nhị đã đủ tự tin trở lại rồi. Không phụ lòng. Không phụ lòng anh em hàng sau hâm mộ lão nhị. Một tay vua các loại binh khí.
83. Hiện tại bây giờ ông vua ngủ trong cái chòi sân bóng luôn rồi. Chín ba đạn tiết, một pha tự sát tạo ra. Đây là cái chòi của lão dậy hàng đêm tại đây nha các bạn. Đây là cái chòi của lão dậy hàng đêm tại đây nha. Bụng ra ngoài. 4-9. 12 điểm tới. Lợi thế quá lớn nghiêng về cho lão dậy. 4-9. Cái tay rất cân lực không ạ. Tay này rất khỏe nha. Tướng rất gân. Tướng rất gân. Lại là pha thiếu cảm giác của cầu thủ miền Bắc. Mười bốn. Đẳng cấp pha bóng vậy rồi. Một pha trả đòn quá hay. 50. 50. Quá hay cho lão nhầy. Một pha phòng thủ hay. Dò gà. Một pha dò gà quá hay. 60. 60. Cầu thủ nói nhất cái tay rồi. 60. Hỏi cơm. Một pha trả đòn quá gắt của lão nhị vừa rồi. 11-6. À, Rusi Nguyễn ơi, lão nhị không làm phụ lòng Rusi Nguyễn. Lão nhị ra vào bờ. Rusi Nguyễn ơi, lão nhị ra tự tin vào bờ rồi. 0. Đáng tiếc cho lão nhị bóng ra ngoài. Cố gắng lão nhị ơi. 71. Kết thúc chương trình đài truyền hình đây là. Xin chúc mừng lão nhị vào bờ, lão nhị vào bờ. Rất mừng cho lão nhị, rất mừng cho lão nhị. Các bạn thấy nhớ share và like, like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.